Kiểm tra cơ sở đầu tiên trong số gần 20 cơ sở sản xuất hành phi của xã Dương Xá. Đoàn kiểm tra do lãnh đạo phòng y tế huyện Gia Lâm làm trưởng đoàn đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của nhân viên trong cơ sở này. Che máy quay, đóng cửa xưởng là cách để họ che giấu quy trình sản xuất mất vệ sinh. Những cánh cửa ngay lập tức được đóng lại. Công nhân vẫn tiếp tục làm ở bên trong trước sự có mặt của đoàn kiểm tra. Ngay cả khi chủ tịch xã được mời đến hiện trường, các cơ sở khác vẫn giữ thái độ bất hợp tác. Mất nhiều công thuyết phục, cánh cửa này mới miễn cưỡng mở ra. Vẫn quy trình sản xuất mất vệ sinh với nguyên liệu chính là khoai tây hư hỏng, được rửa qua loa và còn để nguyên cả vỏ. Dù đã được hướng dẫn về quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, thế nhưng chính đơn vị hướng dẫn là phòng y tế huyện Gia Lâm cũng cho rằng việc sản xuất ở đây là không đảm bảo. Đúng ra là những các cái loại như này là phải loại bỏ đi, chứ những các cái củ này thì nó không đủ điều kiện. Với một cái quy trình như này thì là nó chưa đảm bảo an toàn thực phẩm. Dù cho rằng việc sản xuất vi phạm quy định, thế nhưng các loại bột phụ gia, mỡ bẩn được sử dụng trong quá trình sản xuất hành phi cũng không hề được đoàn kiểm tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nguyên liệu. Các loại hành tây, khoai tây hư hỏng được tập kết với số lượng lớn, được thu mua ở đâu, có đảm bảo để tiếp tục sản xuất hay không cũng không được nhắc tới. Cho rằng việc sản xuất mất vệ sinh chỉ diễn ra nhỏ lẻ ở một vài hộ, chủ tịch xã Dương Xá đề nghị đoàn kiểm tra đến một cơ sở khác đảm bảo vệ sinh hơn. Thế nhưng chủ cơ sở này cũng không đồng ý. Trước thực trạng này, lãnh đạo xã cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến hướng dẫn trước khi có biện pháp mạnh hơn. Trong quá trình thực hiện thì cũng có một số hộ gia đình là coi như chưa đảm bảo được cái coi như theo đúng quy trình hướng dẫn của y tế. Trước tiên là với trách nhiệm ủy ban xã thì sẽ tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình. Nếu các hộ gia đình mà không thực hiện đúng như cam kết, ủy ban xã sẽ cương quyết đóng cửa đối với cả các hộ gia đình vi phạm để đảm bảo uy tín và tiếng của làng nghề sản xuất hành. Xã Dương Xá có gần 20 cơ sở sản xuất hành phi đã hoạt động hơn 15 năm nay, trung bình mỗi năm xuất ra thị trường hàng chục tấn hành phi. Thế nhưng cả xã hiện mới chỉ có 10 cơ sở được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.